Hoa Mộc Lan xin chào các bạn. Đám người này đang chuẩn bị vũ khí cho một cuộc đi săn. Họ thả hai người đàn ông ra. Hai người vừa được thả cố hết sức chạy thật nhanh. Người đàn ông phía sau đã giương cung lên. Một phát xuyên tim người đàn ông chạy chậm hơn. Đây là một cuộc chơi của những người có tiền. Họ đã chán với việc săn bắn thú dữ, thay vào đó họ có vẻ thích thú với việc săn người hơn. Lần này họ đã lừa được Baylor, một cao thủ võ thuật, đến để cuộc đi săn kích thích và thú vị hơn. Mọi người hãy theo chân Hoa Mộc Lan để theo dõi bộ phim hành động kịch tính này nhé. Nam chính Baylor là một dũng sĩ đấu vật chuyên nghiệp. Trong một trận đấu trên võ đài tranh chức vô địch, anh đã tung một cú đá hiểm hóc, nhưng lại lỡ làm chết đối thủ cũng chính là người bạn thân của mình. Từ đó anh chìm đắm trong sự dằn vặt tột cùng. Anh từ bỏ sự nghiệp và trở thành một người nghiện rượu. Sáng mở mắt ra là đã uống rượu rồi. Hàng ngày anh cứ đày đọa bản thân mình như vậy. Anh tham gia võ đài như một cách để làm đau chính mình và phát tiết khó chịu của bản thân. Anh muốn có ai đó sẽ giết chết anh giống như cách anh làm với bạn mình. Nhưng đen ai gặp anh thì chắc cũng gãy vài cái xương. Còn anh thì vẫn chả hề hấn gì. Trong một trận đấu do giới thượng lưu tổ chức, Baylor được mời đến biểu diễn cho đám nhà giàu xem. Hai người đều là cao thủ võ thuật khiến đám nhà giàu xem trận đấu vô cùng phấn khích. Do Baylor là người có kinh nghiệm trên sàn đấu, anh nhanh chóng tung những cú đòn quyết định đánh bại đối thủ. Nhưng đối thủ của anh cũng không phải loại dễ chịu thua. Hắn lao lên cắn mạnh vào cổ Baylor. Điều này khiến Baylor càng điên máu. Anh liên tục tung những cú đấm rắn như thép vào đối thủ. Baylor trở thành người chiến thắng trong sự gieo hò của đám nhà giàu. Sự thể hiện vô cùng đẹp mắt của Baylor trên sàn đấu khiến anh lọt vào mắt xanh của một tên nhà giàu tên là Andrick. Ông ta tiếp cận Baylor sau trận đấu. Ông ta mời anh tham gia một trận quyền anh đặc biệt tổ chức tại Myanmar. Ông ta đưa ra rất nhiều lời mời gọi hấp dẫn, nào là sẽ có những võ sĩ cùng đẳng cấp tham gia, mà giải thưởng cuối cùng lên đến $1,000,000. Trước sự mời gọi đó, Baylor không để tâm cho lắm, nhưng khi nghĩ lại về người bạn đã mất, anh muốn bù đắp cho người thân của anh ấy. Anh nhớ lại người bạn thân của mình luôn muốn mua một căn nhà nhỏ ở bờ biển, vừa hay với số tiền $1,000,000 anh có thể gửi cho họ để bù đắp phần nào nỗi đau do anh gây ra. Anh ngắm nghía chiếc cắp và quyết định liên lạc với Andrick. Andrick rất vui khi Baylor tham gia lần này. Ông ta lập tức cho máy bay trực thăng đến đón hai người họ. Baylor vẫn không hề biết rằng nguy hiểm đang chờ đón anh phía trước. Tại một vùng núi hẻo lánh của Myanmar gần với biên giới Thái Lan, nơi đây quân đội đã bị đám người giàu mua chuộc. Andrick mua chuộc quân đội ở đây để bảo kê cho mình. Hắn dùng trò chơi săn bắn này để kiếm lời hàng triệu đô. Andrick giới thiệu anh cho những người còn lại. Madden, một tay đấu bò nổi tiếng của Tây Ban Nha. Cha con nhà Jim Billing gồm Jacob và Tobias, người thừa kế công trường dầu mỏ Sofia. Còn có một nhà thiết kế trò chơi tên là London, một người đàn ông đội mũ với biệt danh là tù trưởng. Lúc này Baylor rất hoang mang. Anh không hiểu đám người này ở đây làm gì. Anh không thấy võ đài hay đấu thủ của mình đâu. Andrick nói với anh mảnh đất rộng gần 260 m² này chính là võ đài của bọn họ. Đối thủ của anh chính là những người anh vừa gặp. Hắn ném cho anh một túi hồng ngọc giá trị cao, nói với anh chỉ cần anh chạy qua được biên giới đến Thái Lan, túi hồng ngọc này thuộc về anh. Đây chính là phần thưởng cho người chiến thắng. Andrick vứt cho bay một bình nước rỗng và cho anh 2 phút để chạy trốn. Nói xong ông ta vỗ tay ra hiệu, đám người liền lao vào lựa chọn vũ khí. Trò chơi bắt đầu, chúng thả hai tên tù binh ra làm ví dụ cho cuộc chơi. Baylor đòi rời đi thì nhận ra đây là một trò chơi săn người, mà người bị săn lại chính là anh. Nhưng vừa định rời đi thì đám lính có vũ trang chặn anh lại. Lúc này không còn lựa chọn, Baylor chỉ còn cách chạy thật nhanh vào rừng cây. Lúc này Andrick tịch thu tất cả điện thoại của người đi săn. Ông ta nói rằng không được có bất cứ thiết bị ghi hình nào ở đây để đảm bảo bảo mật. Đám thợ săn lấy vũ khí phù hợp với mình và bắt đầu vào rừng đuổi bắt Baylor. Baylor chạy được một lúc anh thấy một dòng suối. Anh dừng lại để lấy nước uống. Anh nhìn thấy một thi thể đang trôi nổi gần đó. Anh tìm một chỗ khác để lấy nước. Đang đưa bình nước lên miệng uống thì đạn ở đâu bắn đến, làm văng bình nước trong tay anh. Anh hoảng hốt chạy trốn. Phía xa tên tù trưởng chửi thề vì bắn trượt mà để mất mục tiêu ngay trước mắt. Ông ta vác theo súng đuổi theo Bay, nhưng Bay đã nhanh chóng nhảy xuống dưới nước trốn chờ thời cơ phản đòn. Tên tù trưởng tiến đến gần bờ suối thì Bay thình lình ngoi lên đấm cho ông ta mấy nhát, choáng váng mặt mày. Hắn bị đánh đau mấy cái liền xin tha. Baylor với bản tính lương thiện đã định tha cho ông ta. Nào ngờ ông ta lại dình lúc Bay sơ hở lấy gậy điện ra đối phó với anh. Bay bị giật điện ngã ra sau. Tên tù trưởng được thể dùng gậy đánh liên tục vào anh. Bay vùng lên đấm lại cho ông ta vài nhát. Cuối cùng ông ta ngã đầu đập vào đá chết tươi. Bay lại tiếp tục trốn. Những tên thợ săn còn lại nhanh chóng tìm đến và thấy thi thể tên tù trưởng. Bọn chúng càng tỏ ra thích thú khi đối mặt với một con thú đáng gờm. Trong khu rừng rậm này việc tìm người không phải là dễ dàng, nhưng Andrick đã cài sẵn định vị trong túi bảo thạch của Bay. Hắn xem trên thiết bị GPS thấy Bay đang ở gần đây. Hắn thông báo với đám thợ săn đề cao cảnh giác. Chúng phát hiện ra Bay đang trốn cạnh bờ suối gần đó. Đứng trên vách núi đối diện, bọn chúng liên tục bắn về phía Bay. Anh may mắn tránh được vài mũi tên. Anh lại ngụp xuống nước trốn chạy khỏi đám thợ săn. Nhưng chưa được bao xa thì một tên trong đó bắn súng khẩu độ lớn. Nước văng tung tóe tạo thành các đợt sóng. Bay theo đó bị văng xuống phía dưới. May thay anh va phải đàn voi đang uống nước dưới chân dòng suối. Ở đây Bay gặp Tha, một cô gái châu Á xinh đẹp. Cô gái là dân bản địa tại đây. Cô hỏi anh rằng anh có gặp anh trai của cô không và cho anh xem ảnh.
Anh trai cô cũng từng đến đây nhưng đã mất tích không rõ sống chết. Bay lúc này còn đang bận tìm đường sống, anh trả lời cô nhanh gọn rồi đi. Nhưng hướng anh đi lại ngược lại với biên giới. Tha nói rằng anh có thể đi theo cô. Đám thợ săn có tiền nên muốn làm gì chẳng được. Chúng sai quân đội mang thêm vũ khí đến. Sau đó dùng máy bay không người lái đi dò xét khắp nơi. Chẳng mấy chốc đã tìm được Bay và Tha. Hắn thông báo cho đám thợ săn về sự có mặt của Tha. Do cô lạc vào bãi săn của chúng nên giờ cô cũng trở thành thú săn của chúng. Bay cũng đoán được việc này. Anh thuyết phục Tha rời đi. Đang định chia tay thì Sophia phi xe máy đuổi đến. Anh dũng mãnh xông lên một cái xoạc chân đá Bay hai tên ngồi trên xe máy. Còn anh lái mô tô dụ Sophia theo. Sophia đuổi theo Bay sát nút. Xe mô tô của cô ta còn trang bị súng hỏa lực bắn về phía Bay. Bay may mắn tránh thoát nhưng anh không thể chạy mãi được. Anh nhìn trên xe phát hiện có trang bị được cài trong xe. Anh bấm nút một cái lưới bắn ra về phía Sophia. Sophia ngã xe nhưng cô ta nhanh chóng đứng dậy cởi áo đánh nhau với Bay. Thấy đối thủ là con gái nên Bay cũng nhẹ tay rất nhiều. Nhưng Sophia đâu phải dạng thường. Chiêu nào chiêu nấy đều là muốn lấy mạng của Bay. Vẫn là không lấy mạng của thương người đẹp. Anh đá cho Bay vào tường rồi lấy xe rời đi. Lúc này Tha đã bị hai tên thợ săn tìm ra. Chúng tấn công cô. Tha chưa từng giết người nên ra tay khá chần chừ. Đây là cơ hội của tên bệnh hoạn Jacob. Hắn thấy cô xinh đẹp nên muốn giở trò đồi bại với cô gái. Hắn đè cô ra vội vàng cởi thắt lưng. Toby không quan tâm đến gái mà bỏ đi. Nhân lúc này Tha cắn vào đùi Jacob. Jacob đau đến kêu lên. Tha vừa lấy cây dao bầu gần đó phang cho Jacob mấy nhát. Bay phi xe máy quay lại tìm Tha. Thấy Toby, anh liền tặng cho hắn một cú xong phi thẳng mặt. Bay nhanh chóng tìm thấy Tha. Cô ấy đang băm vằm tên Jacob đến sắp nghiễn ra rồi. Anh kéo tay Tha trốn vào trong rừng. Tha phát hiện vai Bay bị thương. Cô chỉ anh về căn nhà nhỏ trong rừng của cô để trị thương. Hai người tạm thời có thời gian nghỉ ngơi. Tha kể cho Bay về cô và anh trai. Khu rừng này vốn có một ngôi làng nhỏ. Từ khi nó được đám nhà giàu thuê lại, người dân đều bị đuổi đi, chỉ còn lại anh em cô cố chấp với mảnh đất tổ tiên để lại. Tha nói nếu một ngày cô kiếm đủ tiền thì sẽ mua lại thôn trang này từ tay đám quân Việt. Bay và Tha không thể nghỉ chân lâu, sợ đám thợ săn đuổi đến. Họ tiếp tục chạy trốn về phía biên giới. Đang đi thì gặp đúng bãi mìn. Họ không dám nhúc nhích. Lúc này đám thợ săn cũng đuổi đến nơi. Bay bắn một mũi tên về phía đám thợ săn để dụ chúng vào bãi mìn. Một tên cầm lao dài lao lên ném về phía Bay. Chiếc lao chạm vào mìn làm nó nổ tung. Bay cũng bị ảnh hưởng mà bắn ra xa. Đám thợ săn nhận ra vấn đề, chúng dừng lại mà không dám tiến vào. Chúng lấy súng bắn xa xông lên bắn về phía Bay. Bay nhảy lên bắn một cái về phía tên gần nhất. Bãi mìn nổ tung cùng tên thợ săn ngu ngốc. Bay và Tha tiếp tục chạy trốn đến một hang đá. Họ chui vào đó để ẩn nấp. Khi vào trong, Tha nhìn thấy anh trai mình cũng đang trốn trong đó nhưng bị thương nặng. Andrick tiếp tục dùng dụng cụ dò tìm để đuổi theo Bay. May nhờ có động đá vôi nên GPS bị mất tín hiệu. Chúng tạm thời không tìm thấy được Bay. Chúng quyết định sẽ cắm trại nghỉ ngơi chờ đến sáng mai tiếp tục cuộc săn lùng. Sáng hôm sau, Bay tỉnh dậy thì không thấy ai cả. Tha và anh trai đã lấy bảo thạch của anh trốn đi. Bay tức điên người. Nhưng trong túi bảo thạch có định vị, nên Tha và anh trai nhanh chóng bị đám thợ săn bắt được. Chúng tra khảo hai anh em về tung tích của Bay, nhưng họ một mực không khai ra vị trí của Bay. Nghèo nhưng vẫn có khí phách nha anh em. Hai người dù bị hành hạ nhưng vẫn nhất quyết không nói. Bay theo tiếng kêu của Tha và anh trai tìm đến chỗ đám thợ săn. Anh từ phía sau tiếp cận nhẹ nhàng khống chế tên thiết kế đồ họa London. Từ trong người của London, anh tìm được một chiếc máy quay nhỏ. Trong này đã ghi lại toàn bộ sự việc, là bằng chứng quan trọng để đưa tên Andrick vào tù. Bay dùng London làm con tin để cứu Tha và anh trai cô ấy. Lúc này số lượng khách hàng chết đã khá nhiều. Andrick không muốn mất thêm khách hàng nữa. Hắn cho người lùi xuống. Bay tiến lên dùng London làm khiên chắn để anh em Tha chạy trước. Sau đó một trận chiến kịch tính xảy ra. Bay đấu với Madu là trợ thủ đắc lực của Andrick. Hắn đấu với Bay không phân thắng bại. Hai người chĩa súng vào nhau. Bay nổ súng trước bắn thẳng vào tay Madu. Sau đó đá vào tay khiến súng của Madu rơi xuống. Một mặt khác, Tha và Win đang chạy trốn thì gặp phải Sophia. Tha để anh trai chạy trước. Cô trèo xe chiếc xe tải để đấu trận sống còn với Sophia. Sophia cũng máu chiến. Cô ta tự tin cướp cung tên khi mà đấu tay đôi với Tha. Hai người phụ nữ đánh nhau trông cũng đẹp mắt ra hết. Nhân lúc Sophia ngã ra chỗ hai, Tha nhảy lên đạp thẳng vào cô ta khiến Sophia gãy đôi. Lúc sau Madu tìm đến thì Sophia đã tắt thở rồi. Ba người gặp nhau giữa dòng suối. Tha trả lại cho Bay túi hồng thạch. Tha nói rằng muốn lấy bảo thạch để có tiền cứu thôn trang. Bay cũng thương tình mà không hỏi tội cô thêm nữa. Bay lấy thẻ nhớ của chiếc máy ảnh ra cất cẩn thận vào cùng đám bảo thạch. Máy quay thì ném đi trôi theo dòng nước. Thế nào mà lại đến chỗ Andrick? Hắn cầm camera lên tra hỏi London. London nói rằng hắn chỉ muốn quay lại để lấy cảm hứng cho trò chơi mà hắn đang thiết kế. Andrick cười một cách kỳ dị rồi đột ngột quay ra một nhát chém đứt đầu London. Andrick đoán rằng thẻ nhớ của máy ảnh đang ở chỗ Bay. Giờ đã không còn là cuộc săn đuổi vui thú nữa. Bay đang cầm chứng cứ quan trọng có thể khiến hắn đi tù trọn đời luôn. Giờ trong đám thợ săn chỉ còn lại Madden. Andrick trực tiếp lấy thiết bị GPS ra tìm Bay. Về phía Bay, ba người đã xuôi theo dòng nước bơi lên bờ. Lúc này Andrick cũng theo GPS mà đuổi xuống. Thấy điều bất thường, Bay kiểm tra lại túi bảo thạch thì thấy thiết bị định vị trong đó. Anh liền hiểu ra tại sao chúng lại tìm ra anh nhanh đến vậy. Bay tương kế tự kế, anh đưa túi bảo thạch cho Tha và anh trai để đi đường khác.
Một mặt anh dụ đám thợ săn đuổi theo mình. Anh tìm được một chiếc cano. Anh leo lên lái và bay về phía bên kia. Alex nhận thấy mục tiêu liền gọi đám đàn em xả súng về phía bay. Nhưng bay đã nhanh tay hơn bắn một quả tên lửa về phía Alex rồi chạy mất. Alex để lọt con mồi. Hắn hoảng sợ gọi cho đám quân kiệt chặn giết bay. Madden không để ý đến Alex. Hắn tìm được anh em Tha. Nhưng hài là cứ thích phải đấu tay đôi thử sức mới chịu. Anh trai Tha xông lên thử sức nhưng bị sổ gọn luôn không nói nhiều nữa. Tha cầm bình nước lên đập vào người. Hắn không hề nhấn gì mà còn khống chế được cô. Hắn tìm đầu cô xuống nước. Anh trai Tha từ sau cầm chiếc lao cá đâm vào lưng Matt. Tha và Matt rơi xuống nước. Khi Matt ngoi lên thì bị anh trai Tha cầm lao một nhát chết tại chỗ. Hai anh em khác chết ôm lấy nhau thở hổn hển. Alex đã phái rất nhiều xuồng máy đuổi theo bay. Còn có cả trực thăng bay đến tiếp viện khẩu bay. Khắp nơi là đạn lửa. Bay cất cano vào bờ tiếp tục chạy trốn. Bay bám vào thành cầu trèo lên trên. Phía bên kia cầu chính là địa phận Thái Lan. Alex và Madu đã đuổi đến đầu cầu. Để ép bay đối mặt với hắn, Alex không tiếc dùng mạng sống người dân ra để ép anh ra mặt. Hắn tóm lấy một đứa bé trai. Bay không chịu được nữa mà nhảy ra. Alex tra hỏi bay về chiếc thẻ nhớ. Bay nhất định không nói. Madu liền cho anh một cú đấm vào bụng. Alex còn chuẩn bị một đám sát thủ đấu với bay. Bay là cao thủ nhưng đối diện với một đám sát thủ thì anh cũng ăn no đòn từ chúng. Sau khi bình tâm lại, bay đã đánh cho từng tên trong số đấy ngã gục. Madu thấy vậy liền xông lên một lần nữa đấu tay đôi với bay. Hắn sử dụng cả gậy không để đánh ngang với bay. Nhưng bay sau một lần đấu đã biết điểm yếu của hắn. Anh tấn công vào chân hắn. Chỉ mới vài chiêu hắn đã bị đánh tới tấp bầm dập, khiến hắn thậm chí còn chưa tránh trả lại được phát nào. Alex không còn ngồi xem cuộc vui nữa. Hắn vừa đứng lên thì bị bay đấm cho máu me đầy mặt. Nhưng đám quân phiệt cùng vũ khí đã đuổi tới. Hàng chục khẩu súng chĩa về phía bay. Lúc này Tha ở đâu xông lên cầm theo hồng thạch đưa cho đám quân phiệt. Thằng nào có tiền thì tao theo thôi. Đám quân phiệt nhận tiền liền rút quân. Alex cáu tiết giật lấy súng của đám quân phiệt thì bị chúng bắn cho thành cái rổ. Mọi chuyện đã giải quyết xong. Tha kể rằng đám quân phiệt cũng đã rút quân trả lại ngôi làng. Cô trả lại anh một nửa chỗ bảo thạch đủ tiền để anh mua căn nhà cho gia đình bạn thân. Bay quyết định ở lại Thái Lan sống với Tha, mở một lớp dạy võ thuật cho đám trẻ trong vùng. Cuối phim anh nhìn vào tấm ảnh gia đình người bạn hạnh phúc trong ngôi nhà mới. Bay nở nụ cười mãn nguyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phim cùng Hoa Mộc Lan nhé.